Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của Trai Bản. Hôm nay mình lại rủ em gái Mường đi ra bờ suối để nướng hàu đấy các bạn ạ. Đây, hôm nay thì có một chị, các bạn nhìn lạ đúng không? Đây chị Ngọc nha các bạn nha. Đây còn em Tuyển thì đang răng lạc bên này. Hello, xin chào mọi người. Lạc răng được chứ em? Em không, bất đường đấy ạ. Em hiệp hàu có thể khít nhỉ? Cậy ấy khó. Lần đầu tiên em làm chuyện đấy. Ui em ơi, ra hết nước rồi. Em ốm lắm mọi người ạ. Thì vẫn phải đi. Hiệp lại ốm rồi. Hôm nay vừa đi hiến máu về. À nhỉ, còn có con gà hôm nay Hùng xách một con gà từ nhà đi đúng không? Hôm nay có hai món. Món hàu với lại gà các bạn ạ. Anh em thì hôm nay đưa em Hiệp đi hiến máu là về rủ nhau đi quay video nên là bây giờ chiều muộn các bạn ạ. Đang sợ không kịp lát tối này. Hàu này anh em nướng nhá. Đi hàu này chỉ nướng mỡ hành mới ngon. Thơm hơn. Em Hiệp em Tuyển thì đang chuẩn bị gia vị rồi. Quan gỏi không em? Em không ăn được đâu. Không ăn được gỏi hàu à? Chị Ngọc có thể bóc hàu chuyên nghiệp đấy nhỉ? Tách hàu chuyên nghiệp. Đây là đầu tiên bóc đấy. Có biết bóc mấy đâu. Cũng khá là lâu rồi trên kênh chưa có mặt đầy đủ hai em gái Mường các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì có sự tham gia của một chị gái Thái. Đây là chị rồi. Nhiều tuổi hơn mình gọi anh chị. Đấy, hôm nay được hai em và chị tiếp đãi món hàu. Còn gỏi hàu thì về nhắn sau. Con hàu em Hiệp vừa bóc nhiều nước thế. Đây các bạn ạ, hôm nay thì hàu đi chọn thì cũng chọn được con khá là to đấy. Hành phi thì cũng gần được đấy nhỉ em nhỉ? Vâng, hơn 13 ngày đấy. Đây sang bên này xem hai chị em đang bỏ cái vỏ lạc ra để cho vào hàu cho nó thơm. Hàu nướng phải có lạc. Có lạc lại hành lá này. Cho mình cho hành củ xong rồi vẫn phải cho thêm cả hành lá nhé các bạn nhé. Đây anh em có chuẩn bị hành từ nhà đi à. Đây em Hiệp với em Tuyển vừa cho hàu lên vị rồi các bạn ạ. Bây giờ bắt đầu cho cái hành lá nhé. Hành lá trộn với dầu ăn nhé. Đấy, mình cho vào hàu lát cho nó có cái độ béo các bạn ạ. Độ béo xong rồi lát hàu gần chín thì mới cho cái hành củ. Vừa nãy em Tuyển phi ấy. Vừa nãy em Tuyển phi thì hơi quá tay một chút. Hơi cháy. Với lại lạc vừa nãy em Hiệp thì dã ra rồi. Trộn vào nhau rồi lát chín, gần chín thì mới cho vào.
Em tuyển hôm nay hơi ẩu đấy nha. Hình như lâu không được vào bếp hay sao? Sun. Khá lâu rồi em tuyển không lên sóng. Nhưng hôm nay đảm nhiệm cho công việc phi hành mà cháy hết cả hành. Bớt ra. Cho nhiều. Đấy, hôm nay hàu của em Hiệp nhìn rất là hấp dẫn nha. Đại phá hàu của em Hiệp. Hàu em Hiệp làm nhầm. Hồ này. Cái nào hết nước cơ? Này. Cái nước thì bỏ ra bên cạnh hoặc lấy cái bên ngoài vào. Không sân. Hàu hết nước các bạn ạ. Hàu này hơi khô. Có con rất là nhiều nước, vừa nãy mình làm đổ nước ấy. Hàu mùa hè nên là rất khô. Anh cứ tưởng là điện nước đầy đủ chứ. Mùa hè nó cũng phải cạn chứ anh. Ấy, hấp dẫn đấy nhỉ. Em Hiệp ở nhà hay nào? Em ạ. Em toàn ăn quán ở nhà là không tự làm đúng không? Hôm nay mới tự tay làm đúng không? Ốm rồi, hôm nay đi hiến máu chắc là yếu. Em ốm từ trước rồi mà. Em tưởng là đi hiến máu xong là bác sĩ ở đấy bảo là ốm rồi thì thôi mà vẫn hiến. Vẫn được hiến. Đáng nhẽ là để đợt sau cơ, bởi vì là nhóm máu của em ấy đủ rồi. Nếu ta đủ nhóm máu đấy rồi nhưng mà để đợt sau nhưng mà thôi. Em không muốn đi đợt sau rồi là em xin hiến luôn. Đấy, hiến máu tình nguyện. Nó vẫn còn vết ở đây. Như mũi đốt. Thì là đau lắm. Đợt này hiến sau hơn một chút. Đúng rồi. Em hiến lần này là lần thứ tư à? Đây, còn trẻ tuổi mà hiến máu rất là nhiều nha các bạn nhé. Gần 9 cho em. Sắp anh ạ. Chưa 9 đâu. Hôm nay anh 9 nhanh mà nhỉ. Đấy, dậy mùi rất là thơm nhá. Đây còn chưa, mình còn chưa cho cái lạp với lại cái hành phi lên nhá. Đây, trong lúc chờ đợi em Hiệp nướng hàu thì sang bên này xem chị Ngọc với em Tuyển đang gọt dưa chuột này. À, quá sắp xong rồi à? Xong rồi. Dưa này nhìn giòn thế nhỉ. Nếu mà hôm nay vừa nãy hết nước lọc mất nhỉ? Nhưng mà không hết thì rửa để ăn cả vỏ nó giòn hơn. Hết nước lọc rồi. Em Tuyển lâu ngày không xuất hiện trên kênh, còn có bạn nào nhớ em Tuyển không? Chắc mọi người quên em hết rồi. Em Tuyển có nhớ khán giả không? Không, em không có khán giả. Sao em không có khán giả? Rồi, chờ đợi một lúc nữa là hàu chín rồi. Hàu chín nhanh mà. Em Hiệp chuyển trường về quê học rồi em. Đó. Em chuyển về quê học rồi. Em ơi, về làm cán bộ rồi. Em làm trưởng thôn. Em trưởng bản, trưởng bản. Về thay bố làm trưởng bản. Thay bố làm trưởng bản kiêm bí thư chi bộ đấy. Đây, trong lúc chờ đợi hàu chín thì em Hiệp đang chế nước chấm đây. Con của hãng em. Chấm cả hành em. Hành chấm cả hành ạ. Lẫn nhau luôn mà chẳng sao. Hành tiết nhỉ. Chấm gà phải có hành tiết. Đâu, hàu mình làm nước chấm riêng chứ. Chấm maji. Chấm maji với lại mùi tạt chanh. Hàu chín rồi mọi người ạ. Bây giờ em cho hành khô với cả lạc vào. Xong rồi lấy ra để ăn thôi. Trời sắp tối rồi.
hai mặt. Chẳng biết cho cái mặt nào. Hào đôi. Không không cho được em ạ. Con đấy thôi kệ đi. Đây còn con này nữa. Đấy. Anh sợ lắt đắng nha. Hành em tuyển phi. Em giang bằng cả tình yêu của em vào đấy không đắng được đâu anh ạ. Em hiểu biết xem chân gà không? Biết xem. Cái này là trời hôm nay là bây giờ sẽ không mưa và tối sẽ mưa. Trời sắp tối rồi. Ui lát anh em phải soi đèn về. Dạo này cứ toàn đi muộn nên là về tối thôi. Chắc được rồi em ạ. Xa xôi nguy hiểm. Thôi bỏ ra anh em chiến đi. Chín rồi, chín hết rồi. Để tí nữa nó khô hết ăn không ngon đâu. Hàu ăn nó phải ướt ướt một tí. Nhún nhún đi. Sau khi mà cho lạc và hành khô vào, ngửi cái mùi nó dậy mùi hơn các bạn ạ, thơm hơn đấy. Nhất là ngửi cái mùi hành phi. Tuyệt vời, hấp dẫn đấy. Hàu của em Hiệp rất là ngon. Em Hiệp hôm nào làm gỏi hàu cho anh thưởng thức nhá, được không? Chưa giờ làm hàu à? Rau cũng đắng. Đây tất cả chuẩn bị xong hết rồi các bạn ạ. Trời cũng gần tối rồi, anh em tranh thủ ăn nhanh còn tối rồi ấy nhỉ. Các bạn ạ. Nào, mời tất cả bạn nha. Mời các bạn dùng bữa chiều tối cùng anh em chúng tôi nha. Nào. Chúc khỏe mọi người nhá. Cuối tuần vui vẻ nhá. Mai là thứ hai rồi nhỉ. Hôm nay đâu, chủ nhật chắc là. Hôm nay thứ bảy à? Mai chủ nhật. À. Trời tối lắm rồi. Trẻ khỏe nhá. Đây à. Bia anh em để lâu nha. Nguội rồi các bạn ạ. Em tuyển cho anh xin một con hàu xem nào. Cho anh cả mùi tạt xì dầu đi. Để thưởng thức xem. Món này thì tôi cũng hay ăn thường xuyên rồi các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay xem tay nghề của em gái Mường. Hai em gái Mường và một chị gái Thái chỗ tài xem nó có gì khác không. Một tay thì ăn cái gì bây giờ. Em cho chanh không? Đúng rồi, anh ấy cho. Đúng rồi. Hôm nay em bắt chanh vào cho. Tuyệt vời á. Ngon, nhưng mà hơi bị thiếu ớt. Đây này, có ớt hả? Có chưa ớt hả? Nếu mà hành này hôm nay em tuyển mà phi và vừa tay thì nó ngon hơn các bạn ạ. Hơi đắng. Không đắng, gần đắng đâu. Gần đắng. Cuộc đời như một miếng hàu, thiếu chanh thiếu ớt thì chắc là mất vui. Kéo xin tí. Thế cái hàu sống kia anh có vắt chanh vắt ớt không? Hả? Có một loại hàu ấy. Hàu kia ăn tươi, ăn tươi luôn thôi, nó có vị mặn. Hàu này nó có, hàu này nó là hàu mặn mà. Hàu này cũng hàu mặn, hàu kia ăn sống. Anh có vắt gì không? Hàu kia không vắt đâu. Thêm nước à? Không, hàu kia dãi chảy ra. Hàu kia húp luôn. Hàu tươi là húp luôn. Hàu là vét luôn rồi. Hàu tươi là húp luôn mà. Ăn gỏi á. Giờ chuẩn rất là giòn nha. Nào mời mọi người đi. Anh Hùng làm nốt con hàu nào. Uống bia nào. Đây. Nhanh nhanh anh ơi. Tuyệt vời luôn. Ôi dồi ôi, chân em đau nữa. Lát anh em về kiểu gì bây giờ nhỉ? Nào. Mình lại có người cõng thôi. Hôm nay đi qua suối anh Hùng để cõng tôi các bạn ạ. Chân tôi đang đau. Ra đây. Phê quá. Nhiều mù tạt quá. Tuyệt vời. Thôi, uống đây. Mời tất cả mọi người nhau. Nào em Hiệp. Tiền đâu? Cô gái Thái. Đúng áo cỏm người Thái. Nhầm với tội hơi nhỏ con tí thôi. Ngồi gần em là
Lu mờ. Lu mờ. Đấy là có phải lu mờ tối quá. Đây cái món gà thì anh em ăn xé luôn các bạn ạ. Đấy, xé ăn cho nó ngon. Em Hiệp cảm thấy hôm nay lần đầu tiên mình được chế biến hàu và tự chế biến ăn thì cảm thấy như nào? Có thể khác với mọi khi đi ăn quán không? Em làm nó phải khác. Vị nó khác. Hôm nay mấy chị em mỗi ngày làm một công đoạn. Tập làm hàu đi, hôm nay làm gỏi hàu cho anh ăn. Mở quán thì sẽ đổi tên thành là hàu quán. Đâu? Nhưng mà nhớ là phải món hàu em Hiệp. Hàu em Hiệp đấy. Quán hàu em Hiệp. Tuyển Phi Hành thì tuyệt vời rồi. Thì đắt khách lắm nhờ. Hành không phải màu vàng nữa mà thành nâu cà phê. Cà đâu à? Anh muốn ăn một con quá nhưng mà một tay khó ăn quá. Vắt chanh cho em. Vắt rồi anh ạ. Kiểu này là không... Ui, chảy hết nước rồi. Họ bây giờ lên giá chưa? Em đang thưởng thức, anh hỏi em. Cả lấy được. Mặn đấy. Chanh mang có một quả này. Khi giờ không túi em chỉ lấy. Đâu? Ở đâu em? Để trong cái túi đỏ đỏ ấy. Trong cái túi đỏ đỏ. Đây là thịt gà. Gà bản nhá các bạn nhá. Gà nhà anh Hùng nhá. Đây các bạn. Ui. Đây là con gà điên. Lấy ở trên mông về. Gà điên phải có rượu ngu kìa. Rượu ngu đây. Ui, mình đã phải miếng gì sẵn đấy nhỉ? Đã. Chắc là cái vỏ. Ừ. Tuyệt vời. Hiệp ăn hàu đi em. Em ăn mấy con? Đâu, thấy vỏ đâu? Em tiện ăn chưa? Ăn một tạ. Ui dồi ôi. Ăn một tạ kinh vậy. Ừ. Ủa chị ơi. Đây rồi, cầm hết đây em ơi. Tối qua sắp không quay nữa rồi các bạn ạ. Mà. Con gà này chắc thịt nhỉ? Cảm giác ấy. Đây trời tối các bạn ạ. Đây anh em phải hỗ trợ bằng cái đèn điện thoại, đèn flash kia. Hôm nay em không mang đèn. À, xin phép hai ông anh nhé. Mời ba đầu bếp chính em nào. Nào, cảm ơn vì món hàu nướng hôm nay. Tuyệt vời. Rất là ngon. Ăn no quá, nó không nổi. Uống hết nhá. Ok, cạn luôn nha, xong đi về, trời tối om này. Không hết thì tối ngủ đây. À, ở đây hôm nào cắm trại được ấy nhỉ? Quá tuyệt vời luôn. Nào, bắt tay cái. Bắt lại chị thì chỉ cắm trại từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngon lắm. À, có lẽ là video của mình xin được kết thúc ở đây. Trời cũng đã tối rồi. Đây tối máy mình không quay được này các bạn ạ. Hẹn các bạn vào những video lần sau. Để lần sau thì anh em đi thì sẽ tranh thủ đi sớm hơn một chút. Hôm nay chắc anh hỏi mua. Hôm nay đi trời đi hơi muộn.